Chúng tôi đang đi trên con đường mang tên Đường Thanh niên Xung Phong, con đường ghi dấu ấn lịch sử dẫn vào khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên Xung Phong 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sảng, thành phố Thái Nguyên. Nơi đây, 50 năm trước, 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 1972. Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên Xung Phong 915, đội 91 Bắc Thái đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cho thế hệ trẻ. Chúng tôi tự hào được sinh ra và lớn lên ở quê hương Thái Nguyên anh hùng và cống hiến sức trẻ, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ trẻ đi trước vì nền hòa bình, tự do mà chúng ta đang thụ hưởng ngày hôm nay. Năm 1972, chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc trở nên vô cùng khốc liệt. Bắc Thái trở thành cảng cạn trên tuyến vận tải huyết mạch, tiếp viện hàng hóa từ các nước xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam Việt Nam. Tháng 6 năm 1972, Đại đội 915 thuộc Đội Thanh niên Xung Phong 91 Bắc Thái được thành lập với 102 cán bộ, đội viên, chủ yếu là người Tày, người Nùng, người Dao, có nhiệm vụ duy trì hoạt động các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom ác liệt nhất. Cán bộ, đội viên đại đội ngày đêm sửa chữa, duy tu và nâng cấp các đoạn giao thông huyết mạch chiến lược tới cảng cạn Lưu Xá, với lưu lượng xe vận tải mỗi ngày đêm lên tới vài trăm lượt. Trong chiến sự ác liệt, các cô gái, chàng trai đại đội 915, tuổi 18, đôi mươi, không kể ngày hay đêm, dù no hay đói, vẫn miệt mài san lấp hố bom, thông đường, hướng dẫn xe vượt trọng điểm. Các chị, các anh làm việc với tinh thần sống bám cầu đường, chết kiên cường, bất khuất. Đến giữa tháng 12 năm 1972, tại ga Lưu Xá còn tồn lượng hàng quân sự lên tới hàng vạn tấn, cần được vận chuyển gấp ra chiến trường. Lưu Xá, một ga trung chuyển quan trọng của cảng cạn Bắc Thái, cùng khu gang thép Thái Nguyên, nằm trong kế hoạch ném bom chiến lược của đế quốc Mỹ. 24 tháng 12 năm 1972, đúng vào đêm Noel, bom đạn của đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Đêm Noel màu lửa, các chị, các anh mãi mãi ra đi khi tuổi đời đang tươi trẻ, với bao ước mơ và khát vọng còn sang giờ. Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng ký ức về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong của đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 vẫn không hề phai dấu trong lòng đảng bộ, nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn. Câu chuyện bi tráng của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã được Đảng và Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc tu bổ xây dựng và tôn tạo khu di tích lịch sử 60 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn là minh chứng cho sự nhớ nhắc, khắc ghi của thế hệ sau với công lao của những người đi trước. Khu di tích đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng anh hùng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nửa thế kỷ trôi qua, thảm bom kinh hoàng vẫn không nguôi ám ảnh những người còn sống. 60 cuộc đời thanh xuân, 60 câu chuyện 915 đã hóa thân vào đất mẹ.
có những người không có một tấm di ảnh để lại. Linh hồn của các chị, các anh đã hòa vào đất trời thành hồn thiêng sông núi. Tất cả đã hiến dâng tuổi trẻ để làm nên một đại đội 915 bất tử. Hôm nay tôi đã trở lại đây, tượng đài hiên ngang trên quê mới đổi thay. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đoàn đang có mặt tại khu di tích lịch sử quốc gia 915, nơi tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. Công trình nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 3 km về hướng nam, thuộc địa bàn tổ 8, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên. Và kính thưa quý vị và các bạn, điểm di tích đầu tiên có vào năm 1996 là một công trình do thanh thiếu niên thành phố Thái Nguyên tự nguyện đóng góp xây dựng đã được khánh thành. Đến năm 2008 thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Và đến ngày 18 tháng 12 năm 2009 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vào đầu tháng 3 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với tỉnh Bắc Cạn và được sự đồng thuận của các bộ ngành trung ương có liên quan, thống nhất chủ trương tu bổ, tôn tạo và mở rộng khuôn viên di tích quốc gia 915 lên diện tích 4,75 hectare hiện nay bằng nguồn xã hội hóa là chính. Và chỉ sau hơn 9 tháng thi công, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận cao của nhân dân, đến ngày 21 tháng 12 năm 2018, công trình đã được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Và sau đây thì hướng dẫn viên sẽ đưa các bạn chúng ta sẽ cùng di chuyển tham quan khuôn viên của khu di tích lịch sử quốc gia 915 với rất nhiều những công trình được xây dựng tại đây. Xin trân trọng kính mời. Các bạn thân mến, khuôn viên của di tích lịch sử quốc gia 915 có diện tích 4,75 hectare tính từ phía hàng rào trở vào. Và hiện nay thì đoàn chúng ta đang đi qua cây cầu có hai hồ vuông. Đây là một trong những hạng mục kiến trúc công trình phối cảnh tổng thể với khuôn viên của khu di tích quốc gia 915. Vâng, và hiện nay thì các bạn đang di chuyển lên nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh. Đây là một công trình được xây dựng trong một không gian linh thiêng với lối kiến trúc đình đền chùa truyền thống, ba gian, hai trái, mái được lợp ngói đỏ vẩy rồng. Nhà tưởng niệm được thiết kế theo lối đình đền chùa truyền thống. Nhà tưởng niệm được xây dựng trên chính căn hầm, nơi 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh trong trận bom lịch sử đêm 24 tháng 12 năm 1972. Như các em đang nhìn thấy thì nhà tưởng niệm được mở 3 cửa. Và ngay sau đây thì hướng dẫn viên kính mời đoàn sẽ di chuyển lên nhà tưởng niệm để thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong. Xin trân trọng kính mời. Chính giữa chính là nơi phụng thờ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong. Tên của mỗi liệt sĩ được gắn trong bài vị mang biểu tượng hình lá đề, biểu tượng của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trên cao là quốc huy và dòng chữ Tổ quốc ghi công. Các bạn thân mến, những họa văn trang trí trong gian chính điện được đặc tả bộ tứ quý tùng, trúc, cúc, mai ứng với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Vâng, trên cao chính là bức đại tự, kiên trung, bất khuất. Hai bên là cặp câu đối của giáo sư Vũ Khiêu: gương liệt sĩ muôn đời bất tử, chí anh hùng vạn thủa lưu danh.
Và sau đây để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về sự hy sinh cũng như những cống hiến của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Sau đây thì tôi và các bạn sẽ cùng di chuyển xuống tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật nằm ngay phía dưới nhà tưởng niệm. Các bạn thân mến, đứng tại không gian nơi đây thì trước mắt đoàn mình chính là đầu máy xe lửa mang số hiệu 1037. Đây là một trong số những đầu máy xe lửa của xí nghiệp vận tải đường sắt công ty Gang Thép Thái Nguyên đã tham gia bốc xếp dỡ hàng hóa tại Ga Lô Xá trong các cuộc không kích bằng máy bay của đế quốc Mỹ vào năm 1964, 1965 và năm 1972. Và như các bạn đang nhìn thấy thì đầu máy xe lửa 1037 mang khẩu hiệu Tất cả vì miền Nam ruột thịt. Từ đây đi vào khoảng 700m nữa sẽ đến khu vực Ga Lô Xá nằm trên tuyến đường sắt Đông Anh - Thái Nguyên. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Ga Lô Xá tại tỉnh Bắc Thái, nay là hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, được ví như cảng cạn, cảng nổi, có nhiệm vụ tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, và đồng thời cũng là nơi trung gian tập kết nguyên vật liệu tới và đưa các sản phẩm của nhà máy Gang Thép Thái Nguyên đến với mọi miền của Tổ quốc. Sau đây tôi và các bạn sẽ cùng di chuyển tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật Thanh niên xung phong đại đội 915, nơi tái hiện lại căn hầm đau thương năm xưa. Đứng tại không gian nơi đây, trước mắt các bạn chính là bức ảnh nhân dân Thái Nguyên vui mừng chào đón đoàn tàu thông tuyến trong ngày khánh thành Ga Lô Xá ngày 11 tháng 7 năm 1959 thuộc tuyến đường sắt Đông Anh - Thái Nguyên, trở thành tuyến vận tải quan trọng góp phần xây dựng phục hồi đất nước sau chiến tranh chống Pháp và tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Cũng tại không gian nơi đây, trước mắt các bạn chính là bức ảnh cây cầu Gia Bảy tại thành phố Thái Nguyên bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá vào đúng 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 10 năm 1965, hòng cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, trung chuyển hàng hóa viện trợ từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về tới Ga Lô Xá để từ đó tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Các bạn thân mến, không gian trưng bày tài liệu hiện vật nơi tái hiện lại căn hầm đau thương năm xưa có diện tích 400m² và hiện nay đang trưng bày trên 300 tài liệu hiện vật. Ngay tại gian khánh tiết của không gian trưng bày chính là cụm tượng đài với chủ đề Ngọn lửa đại đội 915 cháy mãi bản anh hùng ca cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là công trình của nhóm tác giả điêu khắc thể hiện tấm lòng thành kính tri ân đối với công lao to lớn của 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Ga Lô Xá năm xưa, một địa danh huyền thoại của tỉnh Bắc Thái trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các bạn thân mến, hiện nay thì các bạn đang có mặt trong không gian trang trọng nơi trưng bày 28 bức di ảnh trong số 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. 60 liệt sĩ
đa phần là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên, là người theo đạo Thiên Chúa. Các anh, các chị đã mãi mãi ra đi khi mới 18 đôi mươi, với bao ước mơ hoài bão còn dang dở. Trong đó trẻ nhất là liệt sĩ Tô Thị Phùng và liệt sĩ Nông Thị Hòa, quê ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, là hai liệt sĩ hy sinh khi mới 16 tuổi. Trận bom lịch sử đêm Noel năm 1972, chỉ còn có 7 cán bộ đội viên thanh niên xung phong tại đội 915 may mắn còn sống sót. Và đứng tại không gian nơi đây, trước mắt các bạn chính là danh sách 7 đội viên thanh niên xung phong tại đội 915 còn sống sót sau trận bom. 7 đội viên, trong đó chỉ còn một nam thanh niên xung phong duy nhất, đó là người cựu thanh niên xung phong Hoàng Văn Thắng, quê ở Chợ Đồn, Bắc Cạn. Khi những trái bom từ máy bay của đế quốc Mỹ trút xuống căn hầm này, thanh niên xung phong Hoàng Văn Thắng bị đất đá vùi lấp tới tận cổ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của cô người yêu Nông Thị Bích Nga ngay bên cạnh. Nhưng khi đó, thanh niên xung phong Hoàng Văn Thắng bị đất đá vùi lấp, bất lực nghe tiếng gào khóc rồi chìm dần trong đêm tối của cô người yêu. Và cuối cùng, cô Nga đã bỏ lại ông, mãi mãi nằm lại nơi căn hầm này cùng với 59 cán bộ đội viên đại đội 915 khi mới 18 tuổi. Và cho đến tận ngày hôm nay, người cựu thanh niên xung phong Hoàng Văn Thắng vẫn sống mãi với những hẹn ước ngày xanh. May mắn là một trong số 7 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 sống sót, nhưng người cựu thanh niên xung phong Hoàng Văn Thắng đã bị thương tích rất nặng, mắt phải gần như không còn nhìn thấy, và mỗi khi trái gió trời trời lại bị những cơn đau đầu hành hạ. Chuông rung lên lộng gió bình minh, chuông rội khắp gọi hồn quá khứ. Dưới bầu trời Việt Bắc uy linh, đây mảnh đất Thái Nguyên lịch sử. Giữa gang thép ngàn lần thử lửa, với quân thù trăm trận thi gan. Đây đại đội 915 Bắc Thái, họp con em hai tỉnh xung phong. Chỉ sông núi một thề cứu quốc, sao bảo toàn võ khí quân lương, kịp tiếp ứng nhu cầu chiến lược. Dù kẻ địch ngày đêm bạo ngược, vì tiền phương chẳng kể gian nan. Ngày 24 ngàn thu nhớ mãi, ra sàng nhộn nhịp kẻ vác người khiêng. Lưu xá tơi bời bom rơi đạn nổ, cả một đoàn cùng nguyện hy sinh. 60 bạn hiên ngang thọ tử, máu trung liệt phơi đầy đất đỏ, khí anh hùng cao vút mây xanh. Là
thuộc thế hệ lớp trẻ của thế hệ ngày nay khi được đặt chân tới khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915. Em cảm thấy rất xúc động và tự hào vì sự bất khuất, kiên cường, hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh ngày trước. Và bên cạnh đó, em cảm thấy rất vui khi khu di tích lịch sử quốc gia được tôn tạo, lưu giữ để có thể phát huy vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cũng như là tôn vinh nét đẹp truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Và hôm nay chúng em về khu di tích lịch sử quốc gia 915 thì chúng em cũng đã được nghe và tìm hiểu thêm về các anh hùng liệt sĩ của Đại đội 915. Ngày hôm nay thì chúng em sẽ xin hạ quyết tâm tiên phong, bản lĩnh sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tiếp bước theo con đường của cha anh, những người truyền lửa cho những thế hệ trẻ của chúng em mai sau.